Xin chào tất cả các bé đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Thì một cái bộ sản phẩm DAC khá là nhỏ gọn như thế này, cũng như là cách kết nối rất là đơn giản dành cho anh em nào mà chỉ thích lấy nhạc từ những cái thiết bị điện thoại thông qua cái đường cổng quang TV xuống, thì cái bộ DAC này là của Zenith, một cái bộ sản phẩm. Thì cái mẫu này em cũng đã làm clip rồi, thì ở video clip ngày hôm nay á, em sẽ làm clip này cũng như là thông báo lại cho các bé là cái mẫu này đã về hàng, đã có sẵn tại cửa hàng. Các bé có thể đến để tham khảo thêm cho mình một cái bộ DAC để về nghe nhạc gia đình. Những cái thiết bị DAC là một cái bộ chuyển, bộ giải mã âm thanh, là về cái chất lượng truyền tải của những cái thiết bị DAC như thế này nó sẽ rất là hay. Giải mã của cái mẫu này nó sẽ lên đến tận 24 bit, và đây bên ngoài của nó sẽ là một cái hộp giấy rất là thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng được đấy. Và bên trong sẽ là một cái thiết bị DAC. Thì cái mẫu DAC này nó khá là nhỏ gọn thôi đấy, anh em có thể mang bất cứ nơi đâu cũng rất là dễ dàng. Thì cái model sản phẩm này sẽ là HS202 đấy, mặt của nó sẽ là mặt nhôm phay. Đấy, trong bán đồng tài rất là tốt. Và đây là sản phẩm của Zenith. Thì một cái Zenith này là nhà sản xuất rất là nhiều cái thiết bị DAC khác, cũng như là những cái mẫu dây tín hiệu. Và cái đường out của nó sẽ bao gồm là đường 3.5 cũng như hai đầu AV. Thì cái đầu AV này cũng khá là thông dụng với các bác nào mà chơi âm thanh rồi. Và cái đường in của nó sẽ bao gồm là cổng optical là cổng quang nè, cổng coaxial là đồng trục, và đây là cái nơi để cắm nguồn DC 5V. Đấy, khá là nhỏ gọn thôi. Thì cái bộ sản phẩm này dành rất là thích hợp dành cho các bác nào mà chỉ lấy nhạc từ những cái thiết bị TV thông qua đường cổng quang thôi, và từ đó đường out này các bác sẽ xuống âm ly để kết nối rất là dễ dàng. Hoặc là nếu mà các bác không sử dụng cái cổng out 3.a hay là AV này, các bác cũng có thể sử dụng cổng out 3.5 để kết nối với âm ly cũng dễ dàng sử dụng thôi. Và cái phụ kiện đi kèm sẽ là bao gồm là một sợi dây quang dài tầm khoảng 1 mét và một cái dây nguồn. Thì đi kèm đó thì sẽ có tặng kèm cho các bé là một cái cục nguồn đấy, để cho các bé có thể về để kết nối. Thì cục nguồn của Zenith đấy. Thì ở đây em cũng đã kết nối sẵn rồi, em sẽ lấy nhạc từ thiết bị TV xuống thông qua cái đường cổng quang này, và em sẽ ra âm ly. Và bây giờ em sẽ bật một cái đại nhạc để cho các bác có thể thưởng thức được cái chất âm của cái con DAC khá là nhỏ gọn này, thì coi xem cái chất âm của nó sẽ phát ra như thế nào. CHS202 này các bác có thể hoàn toàn thay thế được những cái cục chuyển đổi quang thông thường mà các bác đang sử dụng, hoặc là các bác nào mà chưa sử dụng DAC nghĩ là các bác cũng nên sử dụng, tại vì âm thanh của nó ra sẽ rất là hay cho một cái bộ dàn nghe nhạc đấy. Thì cái nhu cầu mà dành cho các bác thì sẽ rất là đơn giản, chỉ sử dụng cái cổng quang từ TV xuống thôi đấy. Thì một bộ như thế này bên em đang có giá là 350.000 trên một bộ. Thì các bác có thể liên hệ với một số điện thoại là 0935980281. Thì mọi thông tin ở bên em sẽ để ở phần mô tả để cho các bác có thể dễ dàng hơn để theo dõi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em.